Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách của chúng mình ra trang số 26 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái phần lý thuyết này. Chúng mình sẽ cùng hoàn thiện hai cái phép tính nhân ở đây. Như vậy kem nhìn thấy đây là một phép tính nhân, và bên này cũng là một phép tính gì? Nhân, đúng nào. Ta sẽ thực hiện nhé. 4213 nhân với 2 này, chúng ta đặt phép tính này. 2 này là 2 đơn vị, đặt cho đúng 2 đơn vị. Ta bắt đầu nhân này. 2 nhân với 3 thì bằng mấy? Bằng 6. Chúng ta viết số 6 này. Đấy, như vậy 2 nhân 3 bằng 6. Viết gì? Viết 6 này. Được chưa? Rồi. 2 nhân với 1 thì bằng mấy? Bằng 2. Chúng ta sẽ viết 2. Đó. Vậy thì đây chúng ta sẽ viết 2. Ok chưa? Rồi. 2 nhân 2 bằng 4 này, tức là 2 này nhân với 2 bằng 4, viết 4 này. Được chưa? 2 nhân 2 bằng 4 này. Viết 4 nhá. Rồi. 2 nhân với 4 thì bằng mấy? À, bằng 8. Viết 8. Như vậy 2 nhân 4 bằng 8. Chúng mình viết số 8. Vậy thì 4213 nhân cho 2 sẽ được là 8420 26. Được chưa? Như vậy đây là phép nhân, có sao không em? Không nhớ, đúng nào. Đấy, cũng giống như nhân 3 chữ số với 1 chữ số mà lớp 2 chúng ta đã học. Rồi, sang bên đây sẽ là phép nhân có gì? Có nhớ này, các em chú ý này. Thực hiện nhân cũng thực hiện theo gì? Theo cột dọc từ tay này, tay phải sang bên tay trái. 3 nhân với 4 thì bằng bao nhiêu? 12. Viết mấy? Viết 2 này. Nhớ mấy? Nhớ 1 này. Đấy, được chưa? Như vậy đây chúng ta sẽ viết 2 và nhớ gì? Nhớ 1 nhá. Rồi, 3 nhân với 2 bằng 6. 6 tức là chúng ta thêm 1 đây thì sẽ bằng mấy? Bằng 7 này. Được chưa? Đó. Như vậy đây mình sẽ viết số 7 này. Được chưa? 3 nhân với 5 bằng bao nhiêu? À, xin lỗi, đây là thêm 1 nha. Thêm 1 thì bằng 7. Viết 7 này. Đó. Rồi. 3 nhân với 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 15 này. 15 thì chúng ta sẽ viết mấy? Viết 5. Nhớ 1. Được chưa? Như vậy đây chúng ta sẽ viết là số gì? Số 5. Nhớ 1 nha. Rồi. 3 nhân với 1 thì bằng 3. 3 thêm 1 sẽ bằng 4. Chúng ta sẽ viết mấy? Viết 4. Rồi, như vậy thì 1524 nhân với 3 thì chúng ta sẽ được mấy nhỉ? Ở đây số 4 đúng không nào? Đó, sẽ được là 4572. Được chưa? Ok chưa nào? Rồi, bây giờ áp dụng phép nhân 3 chữ số cho 1 chữ số có nhớ và không nhớ để mình làm các cái bài thực hành cũng như luyện tập ở đây. Ta sẽ đến với bài số 1 này, đặt tính rồi tính. Như vậy đây các em sẽ có này, 1000 này, 200 này, 221 này, nhân cho mấy? Nhân cho 4 này, nhớ đặt cho đúng hàng nhé. Ở đây có mấy? 3 cái phép tính thì thầy sẽ kẻ luôn cả 3 phép tính. 3 phép tính.
Đây sẽ kể cả ba phép tính này luôn. Tí mình chỉ việc đặt tính để mình tính thôi. Rồi, ta nhân này, nhân theo cột dọc từ tay phải sang bên tay trái. 4 nhân với 1 bằng 4, viết 4. 4 nhân 2 bằng 8, viết 8. 4 nhân 2 bằng 8, viết 8. Và 4 nhân 1 thì bằng 4. Ok, được chưa? Rồi, phép tính thứ 2. 2007 này, nhân cho mấy? Nhân cho 3. 3 nhân với 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 3 nhân 0 bằng 0, 0 thêm 2 bằng 2, viết 2. 3 nhân 0 bằng 0, viết 0. Và 3 nhân với 2 bằng 6, viết 6 nhé. Rồi, phép tính tiếp theo. 8, 1, 0. Nhân với gì? Nhân với 8 này. 8 nhân 0 bằng 0, viết 0. 8 nhân 1 bằng 8, viết 8. 8 nhân 8 bằng 60 mấy? 64, chúng ta viết cả 6, 64. Ok chưa? Rồi, sang phép tính tiếp theo. Ở đây cũng có 3 phép tính, thầy cũng sẽ kẻ luôn. Không phải kẻ nhiều lần, đúng nào. Rồi, phép tính thứ nhất này, 1105 nhân cho mấy? Nhân cho 9 này. 9 nhân 5 bằng 45, viết 5 nhớ 4. 9 nhân 0 là 0, 0 thêm 4 là 4, viết 4. 9 nhân với 1 là 9, viết 9. Và 9 nhân với 1 bằng 9, viết 9. Được chưa? Rồi, phép tính thứ 2. 1060 nhân cho mấy? Nhân cho 6. Rồi, 6 nhân 0 bằng 0, viết 0. 6 nhân 6 36, viết 6 nhớ 3. 6 nhân 0 là 0, 0 thêm 3 là 3, viết 3. Và 6 nhân 1 thì bằng 6. Được chưa? Rồi, phép tính tiếp theo. 2610 18, nhân cho mấy? Nhân cho 2. 2 nhân 8 10 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 1 là 2, 2 thêm 1 là 3. 2 nhân 6 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 2 là 4, 4 thêm 1 là 5. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, sang phần luyện tập bài số 1, yêu cầu là gì? Tính nhẩm. Như vậy các em nhìn thấy đây này, đây là nhân với số là gì? Tận cùng là 0 này. 50 nhân 2, tức là 5 nhân 2 thì sẽ là mấy? 10 chục. 10 chục là bao nhiêu? 100. 500 nhân 2 thì chúng ta cũng lấy 5 nhân 2 là mấy? 10. Vậy thì đây là 10 gì? 100. 100 là 1000. 5000 nhân 2, 5 nhân 2 sẽ là 10 gì? 10000. Được chưa? Đấy. Như vậy chúng ta chỉ việc lấy số đầu chúng ta nhân thôi nhá. Ok chưa? Rồi, sang bên này câu B cũng tương tự. 20 nhân 4 thì mình chỉ cần lấy 2 nhân 4 là mấy? 80. 200 nhân 4 sẽ là 8 gì? 800. Được chưa? 2000 nhân 4, 2 nhân 4 là 8. 8000. Dễ chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 2. Điền cái số nào? Như vậy ở đây mình có này,
1202 nhân 8 bằng bao nhiêu chúng ta điền vào đây. Các em đặt vào giấy nháp. 1020 này nhân cho 8 này. 8 x 0 bằng 0 này. 8 x 2 16, viết 6 nhớ 1. 8 x 0 là 0, nhớ 1 hay là thêm 1 bằng 1, viết 1. Và 8 x 1 là 8. Như vậy chúng ta sẽ được là 8 1 6 0. À, em nào nhân nhầm được thì càng tốt. Được chưa? Rồi, bao nhiêu chia cho 5 thì bằng 610. Như vậy đây này, số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số bị chia mình lại lấy thương là 610 nhân với số gì? Số chia nhá. Này học ở đây. Học ở đâu? Học ở kỳ 1 rồi đúng không? 5 x 0 bằng 0, 5 x 1 là 5 và 5 x 6 là 3, 30. Như vậy sẽ là 3 0 5 0. Được chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có 1703 nhân cho mấy? Nhân cho 5. 5 x 3 15, viết 5 nhớ, nhớ 1. 5 x 0 là 0, thêm 1 là 1. 5 x 7 35, viết 5 nhớ, nhớ 3. 5 x 1 là 5, 5 thêm 3 là mấy? 8. Như vậy đây sẽ là 8 5 1 5. Được chưa? Rồi, tương tự giống như ở trên, số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số bị chia, lấy thương 1402 nhân cho số chia là nhân cho 7. 7 x 2 14, viết 4 nhớ 1. 7 x 0 là 0, thêm 1 là 1, viết 1. 7 x 4 28, viết 8 nhớ, nhớ 2. 7 x 1 là 7, 7 thêm 2 là 9, viết, viết 9. Như vậy đây mình sẽ được là 9810 14. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 3. Điền cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc là gì? Dấu bằng. Như vậy đây các em nhìn thấy này, phần này không cần phải thực hiện phép tính này. Cả hai số này đều nhân cho mấy? Nhân cho 9. Vậy các em chỉ cần so sánh 1080 với 1020 này. Hàng nghìn một bằng nhau này, hàng trăm này, không này. Hàng chục, đây là 8, đây là 2. Như vậy chắc chắn anh này sẽ gì? Lớn hơn này. Đấy, không cần thực hiện phép tính nha các em. Ok chưa? Rồi, câu B này. Ở đây chúng ta có 2 nhân với 1000 nhân với 5. Đây lại 1000 nhân 2 nhân 5. Như vậy đây đều là dấu gì? Dấu nhân hết. Và ba thừa số này đều như nhau này. 2 này, bên này có 2. 1000 đây có 1000 này. 5 đây có gì? Có 5. Đấy, chúng ta hãy áp dụng cái này để chúng ta thi thi toán là gì? Trên mạng đấy. Vì Olympic đúng không nào? Như vậy cái này sẽ làm sao? Bằng nhau, không cần phải thực hiện ra gì? Phép tính nhá các em. Rồi, ở đây 2400 nhân cho 2. Đấy. Như vậy thì mình chỉ cần nhìn thấy đây. Bên này có 200 cộng với 4000. 200 cộng với 4000 tức là nó sẽ là 4200. Đúng không? 4200 nhân 2. Vì sao chúng ta phải thực hiện phép tính ở đâu? Trong hoặc trước. 4200 nhân 2 so với 2400 nhân với 2. Như vậy đây này, 2 có này, mình chỉ cần so 4200 với lại thằng nào? 2400. Đây là 2000, đây 4000, thì chắc chắn 2000 này phải làm sao? Nhỏ hơn. Đấy, không cần thực hiện phép tính nha các em. Tuyệt chiêu đấy nhá. Chia sẻ nhiều cho các bạn nha. Rồi, bài 4. Nối giá trị thích hợp với biểu thức. Như vậy đây ta cho mình mấy? Biểu thức A, biểu thức B, biểu thức C và biểu thức D. Rồi, vậy thì trong các biểu thức này có những phép tính và đây chính là kết quả này. Muốn biết nó là kết quả nào thì chúng ta phải làm sao? Thực hiện phép tính. Được chưa? Như vậy ở đây chúng mình đầu tiên phải làm gì? Nhân và cộng thì chúng ta phải gì? Nhân trước. Đúng không?
Rồi, 800 mà nhân cho 4, có cần phải đặt tính không? 8 x 4 là 3, 32. Như vậy sẽ là bao nhiêu? 3.200 cộng với 1.800. Này cộng được không? À, chúng ta cộng 4 chữ số nhầm được không nào? Được đúng không? 0 này, 0 cộng 0 cũng bằng 0 này. 2 cộng với 8 thì bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. Vậy thì 4 cộng với 1 thì bằng mấy? 5. Như vậy anh này sẽ có giá trị là mấy? 5.000. Kem tìm số 5.000. Đây. Đấy, kem sẽ nối biểu thức này với số 5 để 5.000. Ngon lành không? Rồi, tương tự câu B này. Ở đây có dấu nhân và dấu gì? Dấu trừ. Thì mình lại phải thực hiện cái gì? Nhân trước, đúng không? Nhân cái này mình chỉ việc lấy 27 nhân cho 3 thôi, đúng không nào? Kem nhẩm được. 7 x 3 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x với 2 là 6, 6 thêm 2 là mấy? 8. Như vậy đây có mấy số 0? 2 số 0. Được chưa? Trừ đi 5.100. Đó, phép trừ này quá dễ rồi, toán lớp 2 rồi đúng không? Các em chỉ cần lấy 81 trừ đi 51 thì bằng bao nhiêu? 1 trừ đi 1 bằng 0. 8 trừ 5 bằng 3. Như vậy đây mấy số 0 nữa? 2 số 0. Kết quả của anh này là 3 gì? 3.000. Đâu? 3.000 đây. À, các em nối lên 3.000. Được chưa? Dễ nhá. Rồi, câu C này. Ở đây có phép tính ở trong ngoặc và dấu nhân. Thì mình phải thực hiện cái gì? Trong ngoặc trước. Vậy thì 1.200 cộng với 300 thì các em chỉ cần lấy 200 cộng 300 là mấy? 500. Và đây là dấu gì? À, số gì? 1.500. Nhân cho mấy? Nhân cho 6. Có nhân được không? Lấy 15 x 6 thôi. 5 x 6 30, viết 0 nhớ 3. 6 x 1 là 6, 6 thêm 3 là 9. Như vậy đây là 9 gì? 9.000. Nãy các em chỉ cần nhẩm, không cần đặt tính nha. Đó, thầy dạy cái này là phát huy được khả năng tính toán của các em nhé. Rồi, ở đây có 10.000 trừ đi 1.600 nhân với 5. Đấy, vậy thì mình phải thực hiện cái gì trước? À, phép nhân trước đúng không? 10.000 giữ nguyên này. 1.600 nhân 5, các em chỉ cần lấy 16 nhân 5. 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 nhân với 1 là 5, 5 thêm 3 là 8. Như vậy đây là 8 gì? 800. Là 8.000. Được chưa? 10.000 mà trừ đi 8.000 thì chỉ còn mấy thôi? 10 trừ 8 à 2, 2.000. Vậy thì anh này là gì? 2.000. Ổn không? Đấy, rất là chậm rãi, từ từ nhá. Sang bài 5. Trong kho có 10.000 kg gạo. Người ta dùng 6 xe để chuyển gạo trong kho đến các cửa hàng. Biết mỗi xe chở 1.500 kg gạo, hỏi trong kho còn lại là bao nhiêu kg gạo. Như vậy thì trong kho này các em thấy là có 10.000 kg. Người ta dùng 6 xe để chuyển gạo đến các cửa hàng. Và mỗi một xe thì chở là gì? 1.500. Vậy thì còn lại bao nhiêu? À, như vậy thì để mà làm được cái bài này thì chúng ta sẽ phải giải mấy bước tính các em? Hai bước tính, đúng không? Đúng nào. Đầu tiên mình sẽ phải tính là gì? 6 cái xe này này, nó chuyển là bao nhiêu gạo? Được chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ viết lời giải đây nhá. Rồi, số gạo 6 xe đã chuyển gì? Chuyển là. Rồi, lời giải thứ nhất này. Số gạo hay là kg gạo đi cho nó đầy đủ nhá. Số kg gạo
6 xe đã gì? Chuyển là, được chưa? Chuyển hay là chở đó các em. Như vậy thì 1 xe là bao nhiêu? 1.500 kg. Gấp lên 6 lần, tức là nhân cho 6. Đó, các em nhân thôi. Chỉ cần lấy 15 nhân 6 thôi đúng không? 6 x 5 30, viết 0 nhớ, nhớ 3. 6 x 1 là 6, 6 thêm 3 là 9. Như vậy đây thêm mấy? 2 số 0 nữa. Như vậy 6 xe đã chở là 9.000 kg. Mà trong kho có mấy? 1.000. Vậy thì mình sẽ tính được gì? Số kg gạo trong kho còn lại là, đúng không nào? Đấy. Trong kho còn lại là, được chưa? Các em sẽ lấy số gạo ở trong kho 10.000, trừ đi số gạo đã trở đi 9 gì? 9.000. 10.000 mà chờ trừ đi 9.000 thì quá dễ đúng không nào? 10 trừ 9 bằng mấy? 1. 1.000. Đó, như vậy đến đây chúng mình ghi đáp, đáp số. Như vậy thì trong kho còn lại là 1.000 kg gạo. Ô văn kế, được chưa? Rồi. Wow, còn tới 2 bài nữa cả. Clip này dài đấy nhỉ. Sang bài số 6 nào. Hôm qua bạn Nam đã uống 1 lít nước và 2 chai. 1 lít và 2 chai. Mỗi 1 chai thì là 500ml. Hỏi hôm qua bạn Nam đã uống bao nhiêu lít nước này. Đấy, chúng ta chú ý này. Ta hỏi là bao nhiêu lít nhỉ? 2 chai này, mỗi chai thì bằng này, được chưa? Đấy. Vậy thì các em có thể đổi, hoặc là chúng ta nhân xong ta đổi này. Bạn đã uống 1 lít nước và 2 chai nước. Như vậy thì đầu tiên mình sẽ tính là gì? Số gì? Số nước 2 chai là, được chưa? Đấy, số nước này, hay là số lít nước đi. Số lít nước 2 chai có là, được chưa? Một chai là 500. Nhớ đây là ml nha. Nhân cho mấy? Nhân cho 2 chai. Vậy thì 500 mà nhân cho 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? 1.000. Nhưng mà 1.000 này nhớ đơn vị của nó là ml, được chưa? Rồi. Vậy thì ta hỏi đây là hỏi lít nước, nên chúng mình sẽ đổi. Đổi cái gì? 1.000. Kem đổi này, ghi chữ đổi này. Đổi 1.000 ml sẽ bằng bao nhiêu? Một gì? 1 lít, đúng không? 1 lít là 1.000. Vậy thì bây giờ mình đã thấy này, bạn Nam bạn uống 1 lít nước và đây 1 lít nước nữa, thì mình sẽ trả lời là gì? Số lít nước hôm gì? Hôm qua bạn Nam uống là, đúng không? Đó, sẽ là 1 lít cộng với 2 chai cũng lại là 1 gì? 1 lít. Như vậy thì đây là toán lớp 1, đúng không nào? 1 cộng 1 bằng 2, 2 lít. Được chưa? Và đến đây chúng ta chỉ việc ghi đáp
Đáp số. Như vậy thì bạn Nam uống hôm qua là 2 lít gì? 2 lít nước. Đó, và các em nhớ là gì? Một ngày tối thiểu chúng ta cũng cần phải uống 2 lít nước nhé, bởi cơ thể chúng ta rất cần nước. Rồi, vui để học này. Tô màu đường đi. Gấu sẽ đi theo các phép tính có kết quả lớn hơn 1.000 để tìm được mật ong. À, và đây là điểm bắt đầu này. Như vậy thì mình sẽ nhìn xem. Gấu sẽ đi này. 5 x 1.000 là 5.000. Vậy thì nhớ là lớn hơn 1.000, đúng nào? Rồi, sẽ đi ở đây. Đường này đi, 6 nhân với 2. 6 x 2 thì có phải đây sẽ là 1.200 không? Đúng không? Vậy thì 1.200 có lớn hơn 1.000 không? Lớn hơn 1.000. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ tô cái đường đi của gấu đây. Đó, một con đường. Tiếp theo, 2.000 trừ đi 900. 2.000 mà trừ đi 900 thì còn bao nhiêu nhỉ? Còn 1.001, đúng không nào? À, như vậy thì đây, gấu lại đi theo con đường này được nữa này. Đó, 1.100 đi được. Rồi, tiếp theo đến đây, 130 nhân với 8 thì nhỏ hơn rồi. Như vậy đi xuống đây, 1.200 mà trừ đi 170. Các em có thể nhẩm hoặc là chúng ta trừ nè. Trừ đi 170 nè, 0 nè, 3 nè, 0 nè, 1 nè. Như vậy đây vẫn lớn hơn gì? 1.000. Vậy thì gấu không đi sang đây được mà lại đi xuống đây này kìa. Đó. Rồi, tí nữa mình sẽ xem là còn cái đường nào nữa không nhá. Ở đây thầy thấy là 1.350 trừ đi 2.50 vẫn đi được này. Đấy, đây cũng đi được này nhá. Rồi, như vậy đi được đến đây rồi thì 600 cộng với 410. Đấy, 600 cộng với 410 thì sẽ là 1.000 gì? 1.010 này, lớn hơn này. Được chưa? 900 x 3 là 1.200. À, như vậy đây là một cái đường mà gấu đi. Ok không? Ổn nhá. Rồi mình sẽ xem gấu còn đi được đường nào nữa không. 1.350 trừ đi, vậy thì gấu đi được đến đây. Đi tiếp được 200 nhân với 5. 2 nhân 5 là 1.000 tròn. Nhưng mà đây phải lớn hơn 1.000. Rồi như vậy thì gấu chỉ đi được cái con đường này thôi. Đi sang đây. 6 này vừa tròn 1.000. 1.350. Tức là gấu đi được xuống đây này các em, thì nó sẽ đi sang đây này. Đấy, con đường nữa gấu có thể đi đây này. Đây sang đây này. Đó. 0 với 0 này. 8 này. 7 với 3 là 10. Hoặc là đi xuống đây thì đi sang đây. Đấy, như vậy thì gấu sẽ có một số những cái đường đi khác, nhưng mà chỉ có đi đến được gì? Mật ong này thôi nhá. Đó, chỉ đi đến được mật ong này. Tức là gấu của chúng mình sẽ đi được thêm cái con đường này nữa nè. Đi được xuống đây. Đó, đi xuống đây này. Đó, được chưa? Tiếp tục thì gấu sẽ đi được sang đây. Sang đây nhá. Sang đây thì gấu sẽ đi xuống đây, được chưa? Hoặc là các em sẽ đi xuống đây tiếp này. Hoặc là con đường tiếp theo này, gấu đi xuống đây này. Đó, rồi đến đây gấu lại phải sang bên này. Đó, để đi đây. Được chưa? Đấy, như vậy các em có thể chọn ở đây là một con đường này, hai là con đường này. Được chưa? Rồi. Đấy, hoặc là đây thầy sẽ tô ở phía ngoài để chúng ta biết cái con đường đi tiếp theo của gấu nhé. Đó. Được chưa? Hiểu không? Hoặc là gì, đi đến đây thì gấu sang đây này. Đấy. Rồi. Vậy thì cái clip này cũng khá là dài rồi. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.